Hello các em, hôm nay thầy sẽ sửa cho các em đề thi cuối kỳ học kỳ 192. Rồi, đề thi này gồm có 10 câu. Đề này thì có những câu mình giải rất là căng luôn nha. Chúng ta vào câu số 1. Cho hàm số này tìm điểm M trên mặt cộng S này nè, sao cho cái tiếp diện là phương trình tiếp diện tại cái điểm M đó vuông góc với cái OZ. Vậy thì pháp vectơ của mặt cộng S là gì? Thì chúng ta tính ra thử coi. Thì đầu tiên câu số 1, đặt cái gì? Đặt cái Z. Cái này là cái Z nè. Vậy thì Z trừ X bình cộng 4Y bình trừ cho 2X bằng 0. Thì pháp vectơ của mặt cộng S á, đặt là chữ N, bằng đạo hàm theo X á, là trừ 2X trừ 2 y, đạo hàm ở đây là sao có 2y sẽ giúp 4y vậy? 2y vậy đây là 4y. Và đạo hàm thêm z là 1. Rồi, tiếp theo. Rồi bây giờ có mặt cong rồi thì giải thích là cái nè, hiểu đơn giản nè, cái này là cái pháp vectơ tại điểm M là nó vuông góc với cái mặt tiếp diện này, mà cái mặt này á, nó lại vuông góc với OZ nữa. Thì giả sử cái này là OZ đây thì nó lại vuông nữa. Vậy hai cái vector này cùng hướng hoặc là ngược hướng gì, tức là nó song song lẫn nhau. Thì giải thích lại tiếp diện của mặt S tại M, chỉ thường thôi, tại M nó vuông góc với trục OZ. Vậy thì suy ra được là pháp vectơ này nó sẽ song song với vectơ K, với K là bằng 0, 0, 1. Hay nói cách khác thì nếu song song được á, thì vectơ N này nó sẽ bằng là K lần 0, 0, 1. K cái này bị trùng ký hiệu đúng không? Nó sẽ bằng là M lần, thì hai vectơ song song với nhau thì vectơ này sẽ bằng M lần vectơ kia. Với M thì khác không? Vậy thì các em giải ra hai vectơ này bằng nhau. Vậy thì nhân vô không 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 hết. Vậy thì mình giải ra là bằng M lần, thì chỗ này là nhìn vô đây là trừ 2X trừ 2 bằng 0, 0 nhân này. Rồi tiếp 4Y bằng 0, rồi 1 bằng M nhân 1. Vậy rõ ràng bài này là M sẽ bằng 1, X bằng trừ 1, Y bằng 0, rồi M bằng 1. Có này xong, vậy kết luận là vậy điểm M có tọa độ là nhiêu đây? Trừ 1, 0 và 1. Phải làm sao có kết luận nha, không có kết luận là mất 0,25, uổng á. Rồi xong, câu số 2. Cho đường cong sau là giao tuyến của nửa mặt cầu với cái mặt trụ, tính độ dài đường cong C. Là cái đường cong này á, là nằm trong không gian chứ không phải nằm trong OXY. Thì rõ ràng cái bài tập của chúng ta ở đây á, thì L, cái độ dài của cái đường cong C này nè, L thì sẽ bằng viết độ dài đường cong C. Độ dài đường cong C là L sẽ bằng tích phân trên C DL, là số 1 trên giữa. Đã ráp được cái này. Rồi bây giờ các em ráp vô tích phân trên đường cong C ngay đây. Vậy đường cong C, rồi viết được công thức này cái đi. Rồi xong mới ráp cận vô. Rồi bây giờ các em sẽ tham số hóa. Tham số hóa đường cong C. Thì bây giờ ta có X bình cộng Y bình bằng 2X. Vậy thì tương ứng là x trừ 1 bình cộng y bình bằng 1. Vậy tham số hóa là đặt x bằng 1 cộng r cos là 1 cộng cos t, y bằng sin t, z ở đây bằng căn của cái này bình trừ cái này bình. Vậy thì bằng căn của 4 bằng 4 trừ cho 1 cộng cho cos t bình cộng cho sin bình t. Rồi rút gọn cái này hơi dài thì bằng tuốt đây nè, mấy đứa viết nhỏ nhỏ lại chỗ này, tại vì viết bự cho mấy đứa dễ nhìn.
4 trừ, trong đây có một bình nè, là 1 cộng cho 2 lần cos t, rồi cộng cho sin bình, cos bình là cộng 1 cái nữa. Vậy ở đây tóm lại nó bằng là 2 trừ cho 2 lần cos t. Vậy tụi em đã tham số hóa xong. Thì bây giờ các em đạo hàm xuống x phẩy, cái x phẩy theo t cũng được, bằng nhiêu đây? Bằng trừ sin y phẩy bằng cos z phẩy. Rõ ràng nhìn cục đầu đạo hàm này cực hơn thì mình biến đổi tới đây đạo hàm dễ hơn rồi. Đạo hàm đây ra là trừ, vậy biến thành là sin t chia cho căn 2 trừ 2 lần cos t. Cái sin này đạo hàm này cos thì ra chú trừ biến thành chú cộng rồi. Rồi bây giờ cho có sai không? Đạo hàm ở đây lòi ra này là biến thành là 2, 2 trên tử mất cái dưới. Rồi sau đó bây giờ viết L thì bước thứ nhất em đã viết cái này là có được 0,5 rồi, viết công thức được là 0,5 rồi. Vậy bây giờ cái T ở đây á, nó sẽ thuộc từ nhiêu đây? Từ 0 cho tới 2 pi, tại cái đường tròn này người ta quét hết nè. Rồi quét hết chỗ này, chạy từ 0 tới 2 pi nhân căn của x phẩy t bình cộng y phẩy t tất cả bình cộng z phẩy t tất cả bình d dt. Tại cái này nó có z, tại nó có cao độ mà nó cắt trên cao độ mà, còn nếu mà không có z thì nó sẽ nằm dưới mặt đáy OXY. Thế vô 0 tới 2 pi ở đây, căn của sin bình cos bình là 1 nè, cộng cho cái đống này, đống này là bằng sin bình t chia cho 2 trừ 2 lần cos t. Cái này bấm máy tính sẽ bị lỗi error, thì có thể các em thế cái này là 0,001, còn cái này là 2 pi trừ cho 0,001, thế vô nó đúng thôi, vẫn được. Nhưng bây giờ tự khuyến khích là biến đổi chỗ này một xíu đi, nhận xét cái này biến thành là 1 trừ cho gì, 1 trừ cos bình thì biến thành là 1 trừ cos mà cũng cos. 0 tới 2 pi, 1 cộng cho 1 trừ cos, 1 cộng cos. Ở dưới mẫu đặt số 2 ra là 1 trừ cho cos t, khẩu mắt vuông nha, lỡ đóng này kệ nó đi. Rồi bây giờ rút gọn vô, còn 1 cộng 1 phần 2 1 cộng cho cos t, chú trừ mất rồi dt. Rồi tới đây là máy tính thôi, tích phân nhớ để chế độ radar nha, coi chừng quên đó. Căn 1 cộng 0,5 rồi 1 cộng cos x, chạy từ 0 cho tới 2 pi bằng, nhớ bài này phải viết đầy đủ rõ ràng vô, 7,64 04 7,6404. Rồi chuẩn luôn. Rồi câu số 3. Câu 3 này thì nhiều em sẽ bị mất điểm đây. Bài này thì viết mình sẽ chứng minh cái công thức này. Bây giờ thì mình sẽ viết phương trình tham số của C. Thì phương trình tham số của C thì đây là câu 3, sẽ có dạng như sau: x sẽ bằng, y sẽ bằng. Thì phương trình tham số xưa mình học có điểm A, thí dụ như 1, 2, điểm B là 3, 4, 3, 5 đi. Vậy thì bước thứ nhất tính vectơ AB bằng 2, 3. Vậy thì phương trình tham số là x bằng nhiêu, lấy từ đầu điểm A ra là 1 cộng cho 2t tọa độ điểm B, điểm Y á, là bằng nhiêu đây, là bằng 2 cộng 3t đó, chỗ này. Và lưu ý á, khi mình viết trong cái không gian ở đây á, và này giống như là bằng ở đây á, thì cái như lưu ý cái t mình sẽ chạy từ 0 tới 1, nguyên tắc thôi, giống như bữa tụi em học cái phần vẽ đồ thị Geogebra đó, thì những cái t mình sẽ chạy từ 0 tới 1
thì nó sẽ quét hết cái miền chạy từ điểm này tới điểm này thôi. Còn khi nếu mà nó chỉ yêu cầu nói từ cái điểm này tới điểm này thôi thì lát tại thế số 0 số 1 thì em sẽ thấy hiểu thôi. Còn nếu mà em lấy T thuộc R thì nó chạy hết nguyên đường thẳng luôn rồi, đó gọi là phương trình đường thẳng. Cái này là phương trình tham số đi từ một điểm A nó bay tới một điểm B bất kỳ. Vậy thì phương trình tham số lấy một cái điểm bất kỳ trong đây ra là lấy x1 y1 cộng cho nhiêu đây? T T thì vectơ pháp tuyến là lấy gì? Lấy dưới trừ trên là lấy x2 trừ x1, y2 trừ y1. Với T thuộc, bây giờ không có lấy T thuộc, nó lấy T chạy từ 0 cho tới 1. Các em ghi chữ thuộc là 0 1 là sẽ bị 0 điểm đó, không có điểm chỗ này đâu đó. Tại sao bây giờ em thế T bằng 0 vô? Có phải nó đứng từ điểm A không? Tọa độ A có tọa độ là x1 y1 không? Rồi có phải thế lần lượt vô 0,1, 0,2 tới chỉ số 1. Số 1 anh thế số 1 đi vô. Thế số 1 đi vô thì cái này bằng 1, vậy thì x1 mất còn x2, rồi cái y1 mất còn y2, thì đó nó sẽ chạy từ điểm A nó bay tới cái điểm B. Mà cái tích phân này là tích phân gì? Tích phân đường loại 2 thì phải biết xác định được điểm đầu và điểm cuối và đi từ đâu tới đâu. Nếu mình không xác định được thì hiển nhiên là kết quả là hiển nhiên là không có điểm rồi. Rồi cái này là nháp nha. Đó mình phải biết được cái này. Cái này là cái hơi khó. Mình biết được nó thì ok, hoặc là tụi em vẽ phần mềm Jira mà nó vững á, thì mấy cái này tụi em nắm được rồi. Vậy thì bây giờ cái vế trái thì viết là tích phân C x dy trừ cho y dx. Thì bây giờ ráp công thức vô bằng tích phân chạy từ 0 tới 1. X là gì đây? Thế vô x1 cộng cho x2 trừ x1 nhân t đóng mặt vuông vô, nhân cho thằng gì? Nhân cho DI, đạo hàm thằng này. Đạo hàm thằng này là Y2 trừ cho Y1. Rồi tiếp tục cộng cho trừ trừ cho Y. Y là Y1 cộng cho Y2 trừ Y1. Nhân T ở đây nữa, thiếu à, nhân cho thằng T. Đạo hàm thằng này theo T thì nó sẽ bằng là X2 trừ X1. Và DT thì ở đây các em sẽ đóng cái mặt nhọn bự vào đây nè, đó. Tại trong có mặt tròn và mặt vuông rồi. Rồi, tới đây thì viết kỹ lại tích phân chạy từ 0 tới 1, vậy khi lấy nguyên hàm cái thằng trong đây lên mà tích phân theo gì? Theo DT. Thì ngay đây thì nói chung chắc ăn là về kết quả này, là biến đổi như sao giống với nó thôi. Đúng không? Biến đổi ngay đây làm sao cho giống được cái nó. Vậy cái chỗ này là nguyên hàm lên biến thành là T bình. T bình thì sao? Biến thành T bình chia 2 thì thế số 1 vô là bằng 1 phần 2, thế số 0 vô là bằng 0. Đó, tụi em nhớ cái này. Vậy thì những cái số mà không có gì hết thì lấy hai cái cận trừ nhau. Ví dụ như tích phân của K chạy từ 0 tới 1 dx á, thì tụi em biết là bằng K của 1 trừ 0 là bằng K. Vậy những tích phân nào đứng gần mình nó là chính là nó, là con số. Vậy chỗ này là x1 cộng cho x2 trừ x1. Chỗ nào có chữ T là biến thành 1 phần 2. Nhân cho y2 trừ y1 trừ cho y1 cộng cho y2 trừ y1 nhân 1 phần 2 x2 trừ x1. Thì đường nào cũng phải về số này hết nha. Không về được này tức là mình sai đó. Nhân cái lượng này vô, x1 y2 trừ cho x1 y1 cộng cho cái lượng này để nguyên 1 phần 2 x2 trừ x1 nhân y2 trừ y1. Y1 nhân vô đây là trừ cho y1 x2, nhân này vô là cộng cho y1 x1, nhân vô ngay đây là trừ 1 phần 2 y2 trừ y1 nhân cho x2 trừ x1. Nhận thấy cái cục này với cục này là mất. Rồi x1 y2 x1 y2 x1 y2 đây. X1 mất đó, mất hai này mất. Vậy tóm lại là còn x1 y2 trừ cho x2 y1. Rồi vậy em viết rõ lại là cái vế trái bằng, nó sẽ bằng vế phải đà bờ cờ mờ.
Rồi, câu số 3. Con này thì nói chung phải tưởng tượng tốt nha. Con này tưởng tượng không tốt là hai điểm nó dễ bay lắm. Câu số 4 này này. Bây giờ cho cái các mặt phẳng x bằng 0, y bằng 0, z bằng 0 là ba mặt phẳng tọa độ và cắt trong cái vùng này chắc ăn cắt trong cái vùng dương. Vậy bây giờ các em vẽ hình ra như sau. Vậy nó cắt nhau như thế, 0, 0 vô đây nó bằng 2, vậy tức là nó cắt tại các số 2. Rồi, bây giờ em vẽ là cái miền, miền nào đây? Cái miền là đây, y bằng x bình. Y bằng x bình thì đây chính là cái đường cong này. Đó. Thì có thể em vẽ hình ra cũng được, vẽ thì tốt hơn thôi. Thì ở đây các em đặt là đây là miền D1. Còn đây là cái khối omega 1. Đây là khối omega 2. Đây là D2. Và cái mặt này chính là y bằng x bình. Cắt lần lượt các số 2, 2. Nếu em vẽ được cái hình này là cái bài toán này là bao dễ đây. Vậy bây giờ thể tích của khối omega bằng cái gì đây? Thì cấp 3 học rồi, tất cả bằng 2 hết thì bằng 1/3. Đường cao là 2 nhân diện tích đáy là 1/2, 2 nhân 2 là xong, là bằng 4/3. Thì viết rõ hơn nữa, ghi đơn vị diện tích, đơn vị thể tích, đơn vị TT nha, đơn vị thể tích, tại vì đề này không cho đơn vị mà. Rồi các em có phải tính khối omega 1 rồi lấy cái tổng này trừ cho omega 1 thì bằng omega 2. Vậy thì V của omega 1 bằng tích phân bội 3 của cái gì đây? Trên cái miền omega 1 và dx, dy và dz. Vậy thì bây giờ các em vẽ cái miền hình chiếu D xuống. Omega thì nó cắt nhau tại số 2 và 2 ở đây. Đây là cái đường này. Đường này có tên là y bằng 2 trừ x. Thì có phải z bằng 0 ở đây? Thì y bằng 2 trừ x. Rồi, một cái parabol. Và lấy trong cái miền dương thôi. Vậy thì đây là chính là cái vùng diện tích và các em sẽ nhìn theo kiểu này, chấm chấm chấm. Thì nó cắt ở đâu tự biết rồi, số 2 chắc ăn số này số 1 và số 1 rồi. Đó. Vậy thì cái miền D ở đây thì nó chạy thấy rõ rồi. Vậy cái tích phân cái mặt dưới là z bằng 0, cái mặt trên là z bằng 2 trừ x trừ y bằng tích phân chạy trên dxy. Dx, dy. Có thể các em tách ba cái cũng được, thì làm có làm từ từ thôi. Chạy từ 0 cho tới 2 trừ x trừ y dz bằng tích phân trên miền dxy. 2 trong không có gì hết, lấy cận trên trừ cận dưới và dx, dy. Rồi xong, được cái chỗ ngay đây. Rồi bây giờ bằng chạy nhiêu đây, chạy từ 0 cho tới 1 theo DI. Rồi x nó sẽ chạy từ nhiêu? Đó, các em coi cái kỹ cái này vô. Y bằng x bình. Chạy x chạy từ đây tới đây, y không có dựng đứng lên được, vậy thì coi chỗ nào lấy cho nó rõ hơn. X chạy từ ngay đây thằng y. Để coi có lộn gì không. Y bằng x bình. Y bằng x bình ở đây. Đây là y bằng x bình.
nếu lấy từ dưới lên, nếu lấy từ dưới lên là đụng bằng không, nếu đụng này thì lấy phải lấy ngang qua, phải lấy theo DI, y chạy từ 0 tới 1. Vậy chỗ này viết lại là x sẽ bằng là căn y. Đúng không? X bằng căn y. Chỗ này vậy thì x ở đây sẽ bằng là 2 trừ y. Đó, mình viết ngược qua ngược lại. Vậy ngay đây chạy y chạy 0 tới 1, đúng rồi. Vậy x ở đây chạy lấy đường nào trước? Lấy đường x bình trước, vậy là căn y chạy cho tới 2 trừ y của 2 trừ x trừ y d dx chạy từ 0 tới 1. Thì bây giờ lấy cái nguyên hàm này lên thì cái chỗ này nè, 2 trừ y là hằng số, vậy 2 trừ y lấy hai cái cận này trừ nhau, rồi còn thằng trừ này vậy tức là trừ 1/2, lấy cái trên là 2 trừ y bình trừ cho căn y bình là trừ cho y. Rồi chỗ này là d y. Rồi các em bấm máy ra, tích phân. Trừ cho 0,5, mở ngoặc, mở ra cái nữa, 2 trừ x bình, 2 trừ x đóng ngoặc bình trừ cho x đóng ngoặc cái này, rồi thế cận từ 0 tới 1. À, tích phân này có vẻ hơi dài, hơi khó. Bằng số này, này là 0,4833. 0,48 số 3 lập, vậy thì tem đánh là 0,48 nó lập số 3 bằng 29/60. Vậy ra kết quả ngay đây. Vậy thì đây chính là khối omega 1 của chúng ta. Phan phan thì dễ có bị sai không? Lấy cái này quay qua. Lấy cái miền D1 ở đây là D1 nằm ở đây. Còn này D2. Rồi đúng rồi. Và vậy thì tới đây vậy suy ra được là V của omega 2 thì sẽ bằng là V của omega trừ cho V của omega 1. Lấy 4/3. 4/3 trừ cho cái answer bằng 17/20. Là lấy được 1 điểm rồi. Rồi, chuẩn bị lấy tiếp một điểm cuối của cái câu này. Bây giờ thì nó con này sẽ căng lên tí xíu nữa. Nếu khối omega có cái khối lượng riêng là những cái gì đó ngay lập ta vậy nè, thì tìm trọng tâm, tìm tọa độ trọng tâm bởi các số sau. Đây, vậy bây giờ thì cái này chính là tích phân bội 3 trên cái miền V omega nãy ta có là nhiêu rồi, bằng 4/3 ở đây. Vậy ở đây nó nhét thằng chữ x thôi. Vậy bây giờ viết công thức, ráp số vô cái đã. Vậy đây là câu B. Vxg bằng 1 chia cho 4/3 tích phân trên miền V xdi, dxdi và dz bằng 3/4. Rồi chạy cận lên. Bây giờ ngay đây là dxi, dxdi và nguyên hàm của cái này là chạy từ 0 cho tới 2 trừ x trừ y và biến x dz bằng 3/4 dxi. Rồi lấy nguyên hàm này lên, nó không có liên quan chữ này, vậy là 2 trừ x trừ y nhân x và dx dy. Vậy cái miền D ở đây á, chúng ta các em phải vẽ lại nha. Đây là miền D. Dựng đứng lên. Chấm 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 2 2. Đường này tên là y bằng 2 trừ x 0 x y, điền cho đầy đủ vô. Rồi ra tới đây. Vậy thì thế số đôi tiếp thôi, tiếp tục thôi. Bằng 3/4 chạy cận từ 0 tới 2 dx chạy từ, nhìn ở đây vô cái nào cũng như nhau hết thôi. Chạy từ 0 cho tới 2 trừ x. Trong đây là 2 trừ x trừ y nhân x dy. Vậy nhân này vô ngay đây. Rồi.
3/4 chạy từ 0 tới 2 nhân vô ở đây là 2 trừ x nhân cho x chỗ này thì nó không có liên quan thằng y, vậy thì lấy hai cái cận trừ nhau là 2 trừ x luôn, 2x trừ 0 á. Rồi trừ cho gì? Xy, vì chữ x không thay đổi, vậy là x nhân chia cho 2 nhân cho gì đây? Nhân cho y bình chính là 2 trừ x bình, đóng mặt lại trừ 0 và d x. Rồi bấm máy tính cục này. À, có thể nhẩm luôn nè, viết nó cho gọn xíu nè. 3/4 chạy từ 0 này đây là 2 trừ x bình. Trong đây là x trừ x chia 2 là x chia 2 dx. Đó, gọn hơn cái nữa, đỡ bấm. Tích phân chạy từ ngay nhiêu đây? 2 trừ x bình nhân x chia 2 thế cận 0 và 2 bằng 2/3. Có sai gì không vậy? 2/3 0 tới 2 à, thiếu nhân cho 3/4 rồi bằng 1/2, thì nhớ kết quả này bằng 1/2 hết mà. Rồi thầy đã tính được cái này rồi, chắc tự xử mà mấy số kia nó đối xứng thôi. Vậy tính y g bla 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 ra bằng 1/2, xét g bla 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 ra bằng 1/2, kết luận vậy. Vậy gì? Trọng tâm g là, vậy trọng tâm g 1/2, 1/2, 1/2. Xong. Rồi, câu số 5. Đi nãy giờ là hết cũng 27 phút rồi. Đủ phê rồi. Yên tâm, đề thi này tới 100 phút lận mà. Nãy giờ làm được 4 câu mà mới có 27 phút. Tụi em tới mỗi câu 10 phút mà, còn dư mười mấy phút mà, nên không sao, còn rất là nhiều thời gian. Cái phiểu tính khối lượng phiểu, cái biết hàm mật độ. Tụi em nhớ đọc mấy cái này vô, viết được công thức là được 0,25 rồi. Làm ơn viết vô. Câu số 5. M bằng, ghi rõ trên vô là gì? Khối lượng phiểu ứng với gì? Ứng với hàm mật độ rho xyz bằng 14 trừ x trừ cho 2z. Rồi rho xyz, nhớ viết công thức này lại là được 0,25 rồi, thì nhớ viết nha. Đây thì bây giờ mình sẽ xác định được các cái miền hình chiếu. Z bằng cái này, z bằng mặt S nè, mặt cong S đây là z bằng x bình cộng y bình, thì tính z phẩy theo x bằng x chia cho căn x bình cộng y bình. Rồi tiếp z phẩy theo y bằng y chia cho căn x bình cộng y bình. Rồi ds sẽ bằng là căn 1 cộng z phẩy theo x bình cộng z phẩy theo y bình dx dy bằng cái gì đây? Cái này thì giờ tụi em thấy nè, thằng này bình lên á là bằng x bình chia x bình cộng y bình, thằng này bình lên là y bình chia x bình cộng y bình, hai này bình cộng lại bằng 1, cộng 1 nó bằng căn 2 dx dy. Rồi thế là xong. Viết lại m bằng tích phân trên miền dx y. Thế vô là hàm rho là 14 trừ x trừ cho 2, z là gì? Căn x bình cộng y bình nhân cho cái gì? Ds là căn 2 dx dy. Vậy là được nửa số điểm đó rồi. Xác định đúng mấy cái này là điểm nó có hết thôi. Rồi tiếp bây giờ miền D của mình đâu? Miền D bây giờ là z nó chỗ này chạy từ 0 này tới 4, vậy tức là cái miền D ở đây á của ta á là này là 0,5 nè, 4 nè, nèm giải đúng kích thước luôn nha, quẹt cho dễ hiểu thôi. 0.5 bán kính này, 0.5 bán kính này là 4 chấm 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 gạch gì đó. Vậy thì cái miền D ở ta đây á là cái gì đây? X bình cộng y bình nhỏ hơn bằng 16 và lớn bằng 1/4. Vậy đặt x bằng r cos, y bằng r sin, thì chỗ này dẫn tới là r thuộc r nhỏ hơn bằng 4 và lớn bằng 0,5
và góc này sẽ quét hết vòng tròn 0 tới 2 pi. Vậy m ở đây thì bằng nhiêu đây? Chạy từ 0 cho tới 2 pi d rho. À, trước khi làm cái này cho cái bằng 0 đã, tự nhiên đè đậu làm chi cho cực. Trước khi làm cái này, nhận xét cái hàm x này là căn 2 d đối xứng qua ux và ui, mà nhận thấy lẻ theo x nè nên đối xứng qua ui, và cái g xy á bằng trừ x á, nó sẽ lẻ theo nào? Lẻ theo x. Vậy suy ra được tích phân kép trên miền dxy á của g xy á nó sẽ bằng 0. Rồi nó bằng 0 ngay đây. Thì bây giờ m ở đây sẽ bằng là gì đây? Giật này bằng 0 mất tiêu rồi nha. Thì chạy từ giờ viết lại đi, tách này ra biến thành 14 dxdy. À, tất cả mà đặt căn 2 cho dễ hiểu, đặt căn 2 luôn nha. Rồi ngay đây trừ cho 2 nguyên hàm của tích phân kép trên cái mặt dxy. Dxy x bình cộng y bình dxdy bằng căn 2. Bây giờ ở đây là 14 nhân miền SD, SD là cái miền chấm 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 ngay đây nè. Trừ 2 chạy từ 0 tới 2 pi d d va phi, và chạy từ 0 1/2 cho tới 4 của R nhân cho R và nhân cho DR. Nó cái này rõ ràng các em tính rất là nhanh rồi. Căn 2 để nguyên 14 nhân pi của 4 bình trừ cho pi của 0.5 bình trừ cho 2 nhân 2 pi lấy trên trừ dưới. Cái này biến thành là, nó bấm đi, tính sai nữa, mất công nữa. X bình trên 1/2 của 4 bằng, thôi không, số bự quá, 511/24 511/24. Rồi, thì em bấm này vô là bấm là 14 16 trừ 0.5 bình đóng ngoặc trừ 2 nhân 2 nhân 511 chia 24 bằng 511 chia 24 406/3 bằng 406/3 pi nhân căn 2, là bấm sắp xỉ lên nữa cái nữa, nhân pi căn 2 bằng 601, thì muốn rõ hơn nữa thì 601.27. Rồi, vậy là chuẩn rồi. Rồi, 5 câu rồi, hết 33 phút rồi. Còn à, đề thi này sao có 10 câu. À, in thì coi như 10 ý nè. Cái này ý 1, ý 2 nè, đó vậy thôi. Thì cái này nó gộp thì cũng đúng 10 ý nè, mỗi ý là 1 điểm hết rồi đó. 8 câu. Cũng như nhau thôi, cứ ý là điểm thì cũng tương ứng là 10 câu rồi, thì gộp lại câu này thôi. Câu 6 ngay đây. Cho cái tích phân mặt loại 2 này phải ít là phần mặt trụ phải cắt bởi mặt phẳng này lấy phía dưới. Rồi bây giờ tụi em vẽ được hình này thì rất là tốt nha. Ở đây thầy cũng phát thử thôi. Thì bước thứ nhất ngay đây là lấy cái mặt nó cắt bởi mặt phẳng là y bằng 0 đây, cái ống trụ đây. Đó. Đó, đây là cái ống trụ mà úp xuống, cắt ngay đây số 1 đây. Rồi bây giờ nó cắt bởi mặt phẳng là yz bằng 2. Vậy số 2 nằm ở đây, 1 nằm đây thì 2 nằm đây. Lấy xéo lên. Lỡ là để về luôn nha. Nãy quên. Rồi đó. Đây là bìa tập không giới hạn rồi. Lấy tới đây thôi, tại cắt này số 2 ngay đây. Z y x. Vậy nó cắt ngay đây, nó sẽ tạo ra cái miền gì đây? Nó sẽ cắt cái vòng này đây, nó sẽ tạo một cái vòm ở đây nè.
Đó, vậy thì cái miền của chúng ta là miền nào? Đây cái miền, cái mặt của chúng ta đây là cái mặt này nè. Đó, mặt bên đây là mặt phía sau luôn đó. Tụi em vẽ cái phần mềm GeoGebra là thấy liền rồi thôi. Đó thì vẽ sơ sơ vậy được rồi. Tại nó cắt ở dưới rồi. À, vậy bây giờ vẽ sơ sơ cũng hiểu được cái này rồi. Pháp vector lấy phía dưới theo hướng trục UZ, vậy tức là hướng phía dưới. Đó, hướng xuống. Ghi rõ nha, mấy cái này các em không giải thích là mất điểm như chơi á. Câu số 6. Vậy bây giờ thứ nhất xác định được là cái pháp vector. Vậy bây giờ các em viết là gì? Z trừ 1 cộng x bình bằng 0. Viết thằng F ra, vector radian của con F thì sẽ chấm ba dấu chấm. Thứ nhất dấu chấm đầu tiên là xác định vector radian bằng 2x 0 1. Rồi vector n chưa? Thứ nhất là lấy phía dưới theo trục UZ, lấy phía dưới hướng hướng gì? Hướng pháp vector á, lấy phía dưới theo hướng trục OZ thì suy ra được á, là góc gamma, ứng với chữ gamma là cái góc hợp trục OZ á, thì nó hướng xuống, hai đằng đối nghịch nhau á, thì nó sẽ lớn hơn pi chia 2, thì suy ra được là cos của gamma nó sẽ âm, thì suy ra được pháp vector của mình ở đây thì chỗ này phải âm, phải đặt phía trừ phía trước, thì là 2x 0 và 1, đặt dấu trừ rồi thì chia cho 1 lần căn 4x bình cộng 1. Đó là xong được cái đầu tiên. Cái thứ hai là tụi em phải xác định được là cái gì đây? Xác định được là cái z phẩy theo x, z bằng 1 trừ x bình thì z phẩy theo x bằng trừ 2x, z phẩy theo y bằng 0. Vậy thì ds sẽ bằng là căn của 1 cộng z phẩy theo x bình, z phẩy theo y bình dx dy bằng căn 1 cộng 4x bình dx dy. Rồi làm như đây cũng được đóng điểm rồi. Điểm nhiêu nó tùy người cho thôi. Rồi ngay đây vậy thì cái y ở đây bằng tích phân của mặt s ở đây, viết lại xy y bình cộng x ez và 2yz nhân cho vector đơn vị nhân cho ds thì ta chuyển với tích phân mặt là 1 rồi, nhân vô. Rồi chuyển qua lấy cái này nhân vô ngay đây. Thì bây giờ là xn đâu? N đây nè. Vậy thì là xy nhân cho 2x cộng cho 0 cộng cho 2y z nhân 1, z là bằng 1 trừ x bình nhân cho ds đó. Và cái lượng kia đâu? Mất tiêu rồi. Trừ 1 chia cho căn của 4x bình cộng 1. Rồi tới đây thì thay vì em thế luôn thẳng luôn, ds sẽ bằng là căn của 1 cộng 4 lần x bình và dx dy. Vậy thì cái chỗ này em đã thế biến thành được là dxy, ta chiếu xuống cái mặt dxy rồi. Đúng không? Đã thế xuống rồi, thì giờ rút gọn thôi. Tích phân trên dx dy này biến thành là 2x bình y cộng cho 2 lần y trừ cho 2 lần y x bình. Thế đây. Rồi bây giờ đóng ngoặc lại dx dy. Thì bây giờ cái này là cái d là miền gì đây? D á là đầu tiên là có y cộng z bằng 2, vậy là z bằng 0, vậy là y bằng 2. Y bằng 2 ngay đây. Rồi làm sao nữa đây? Y bằng 2. Rồi z bằng cái này cho hai cái z thế vô. Y bằng 0. Phan ra coi. Đâu z, z thế này chứ z thế 1 trừ x chứ. Vậy quá, viết rõ rõ dưới đây là D thì là z bằng 1 trừ x bình bằng z là bằng 2 trừ cho y, rồi y bằng 0. Rồi xong. À, z bằng 0 cái nữa.
Z bằng 0 tích là bằng 1 trừ x bình bằng 0. Thì giải ra được đây là y sẽ bằng là 1 cộng x bình y bằng 0, rồi x sẽ bằng là cộng trừ 1. Quên kéo nè. Vậy các em vẽ cái miền ra. Y bằng x bình cộng 1 đây, y bằng 0 ở đường dưới, x bằng 1, x bằng trừ 1. Vậy miền D nằm đây, các em sẽ lấy hướng lên. Rồi xong. Thế số 1 vô này là bằng 2, vậy chỗ này là bằng 2 nè. Rồi vậy cái miền đây là miền này cũng dễ dàng, các em nhìn thấy nè, em chiếu này xuống dưới đây nè, có phải nó ra cái miền ở dưới đây không? Đây hình chiếu nè, đây là hình chiếu xuống nè, đó. Thì cái miền D là miền này nè. Đó, thấy không? Thấy rõ chưa? Y bằng tích phân chạy từ trừ 1 tới 1. Rồi sau đó dx tích phân chạy từ để coi là có nào bằng 0 không. 2 làm y trừ x bình. Hai này mất rồi nè, nãy nhìn lộn. Vậy chỗ này còn 2 y thôi là xong rồi. Chạy từ 0 cho tới x bình cộng 1 còn 2y dy. Xong, một nút nhạc bài này. Y bình lên thế vô là x bình cộng 1 bình lên và dx xong. Xém sai, xém đai, còn vũ trừ như đây, nó bằng trừ 56/15, đó xém mất 0,5 điểm rồi đó. Với cái đồ kỹ kỹ nha mấy chú trừ, coi em coi kỹ nha, nó này nguy hiểm lắm. Tiếp câu số 7, khảo sát sự hội tụ của chuỗi số sau. Mấy cái bài này mà thường dùng tích á, thì thường sử dụng cái tiêu chuẩn là D'Alembert. Thì bước thứ nhất á, thì câu A vô 7 dưới lòng, câu này câu 7. Thì giờ mình viết cái tổng chuỗi số ngay đây. N bằng 1 tới vô cực, chép lại cái đề cái đã. Bằng tổng sigma. Thì tụi em sẽ đặt đây là hàm UN hoặc là AN tùy thích thôi. Thì bây giờ người ta xét. Ta xét UN cộng 1 chia cho UN lấy trị tuyệt đối. Phải lấy trị nha, bất cứ giải nào cũng phải lấy trị. Thì ở đây sẽ bằng gì đây? 1 x 3 x 5 chấm chấm nhân 2N trừ 1. Và nhân tới 2N cộng 1, nó sẽ thêm số 1 mà. Chia cho trừ 3. Cái trị số 3 thì biến thành dấu cộng mất tiêu rồi. Trị của 3 nhân n cộng 2 nhân cho n cộng 1 nhân cho n cộng 2 nhân cho, thì chia cho cái này là nghịch đảo lên, viết lại là 3 mũ n cộng 1 nhân cho n cộng 1. Rồi ngay đây là 1 3 5 chấm chấm 2n trừ 1. Thì bây giờ rút gọn từ cục này tới cục này, vậy là mất nè. Thì còn là 2N cộng 1 3 với 3 này mất, còn lại còn số 3 ở dưới. N viết lại ở dưới là N cộng 1 mũ N cộng 2. Thì nhận xét rút cái N cộng 1 này ra, thì còn ở đây là 2N cộng 1 chia cho 3 nhân cho N cộng 1. Thì ngay đây nó còn là N với n cộng 1, với đây là n cộng 1 và n cộng 1, nó giống rồi. Nên giờ tách ra tiếp là 2 cộng 1 phần n chia cho 3 cộng 1 phần n nhân cho cái này tất cả mũ n, vậy tách ra là cái này là biến thành n chia n cộng 1 nè, thì bằng là 1 trừ cho 1 phần n cộng 1 là 1 trừ cho 1 phần n cộng 1. Thì tất cả mũ n cộng 1 vậy là
trừ mũ n cộng 1 nhân cho trừ 1. Tại sao thì ta có là gì? X lim n cộng cho 1 cộng cho 1 phần n tất cả mũ n thì sẽ bằng là e. Chỗ này có dấu trừ thì chỗ này phải có dấu trừ cho nó giống nên chính là e. Vậy cái này nó sẽ tiến tới n, tiến tới vô cực. Cộng vô cực thì này sẽ bằng là 2 phần 3 nhân e mũ trừ 1, và cái này nó nhỏ hơn 1. Và nhỏ hơn 1 thì sao? Thì suy ra cái tổng, suy ra được cái tổng un n bằng 1 tới vô cực nó sẽ như thế nào đây? Nó sẽ hội tụ theo tiêu chuẩn đa lâm bè, suy ra được cái tổng này un nó sẽ hội tụ có điều kiện. Xong còn một đống nhạc câu cuối nữa. Cho chuỗi dư thừa sao tìm miền hội tụ của này, thì bây giờ các em đặt lại cái hàm gì đây? Câu 8, bước thứ nhất mình sẽ đặt cái x sẽ bằng là 2x trừ 1, rồi u un sẽ bằng là 2 cộng 1 chia trừ 3 mũ n trừ 1, thì mình sẽ có cái chuỗi gì? Vậy thì ta sẽ có chuỗi dư thừa sao? Xét cái chuỗi dư thừa tổng n bằng 1 tới vô cực của un nhân cho x mũ n. Đó, này giống chuỗi dư thừa đang học. Vậy thì bây giờ mình sẽ xét, mình sẽ tính được cái bán kính hội tụ. Vậy thì đầu tiên tính cái rho trước, rho với chữ rho dưới nhà nhà, rho. Đó, rho thì sẽ bằng là lim. Mà nhìn thấy cái này nó có mũ n thì mình đoán mình sẽ lấy căn. Căn của trị của un n tiến tới vô cực. Trị của 2 cộng 1 chia trừ 3 mũ n trừ 1. Thì tụi em nhận xét khi mà n tiến tới vô cực thì cục này là bằng 0. Còn này số 2, vậy thì căn vô cực của 2 thì sẽ bằng 1. Vì cái này nó tiến gì không nè. Rồi, vậy thì mà mình có công thức là lim của gì, căn n của gì, của n của một số k bất kỳ trong đây thì nó tiến gì không, hoặc là căn n của n thì nó cũng bằng 0 thôi. K bất kỳ chạy từ 0 tới vô cực. Rồi, vậy thì bây giờ suy ra được R sẽ bằng là 1 phần rho sẽ bằng là 1. Là xong được khúc đầu. Nhớ cái này phải có cái trị nha, không có cái trị là sai đó. Dấu chấm đầu tiên, dấu chấm thứ hai. Tại x bằng 1, x hoa. X bằng 1 thì ta có cái gì đây? Tổng của thế vô, thế chỗ này vô là thế số 1, vô nguyên cục này là 1 luôn. Vậy là 2 cộng 1 chia trừ 3 mũ n cộng trừ 1. Ở đây là n bằng 1 tới vô cực. Nhận xét cái tổng bên đây á, thì hội tụ cái tổng đây là phân kỳ. Thì mình tách ra hai cái chuỗi cũng được. Thì ở đây thì bằng tổng của gì đây? Hoặc bây giờ chứng minh cái lim trong ruột này nó khác không là cũng được, kệ nó đi. Thì thầy xét ở đây thì sẽ bằng là tổng của a là un đúng không? Vậy an n bằng 1 tới vô cực, thì nếu bây giờ thì lấy lim của n tiến tới vô cực của an mà nó khác không thì nó sẽ không hội tụ theo điều kiện cần. Lim của n tiến tới vô cực của 2 cộng 1 chia cho trừ 3 mũ n trừ 1 thì chắc ăn kết quả là bằng 2, khác không? Vậy suy ra được là gì đây? Chuỗi đã cho suy ra tổng của an bằng 1 tới vô cực nó sẽ phân kỳ theo gì? Phân kỳ, nó sẽ phân kỳ theo cái điều kiện cần của cái cơ sở hội tụ, tức là nó bị phân kỳ rồi. Tiếp tục
tại x bằng trừ 1 thì cái tổng n bằng 1 tới vô cực của 2 cộng 1 chia trừ 3 mũ n trừ 1 nhân trừ 1 mũ n. Thì tiếp tục mình này, ở đây mình đặt cái gì? Mình đặt cái tổng này bằng bn n bằng 1 tới vô cực rồi. Lim của n tiến tới vô cực khi tiến vô cực thì thằng này bằng, coi mình có lấy cái trị không, nếu mà lim trị mà mình sẽ xét cái trị tuyệt đối của thằng này, nếu mà nó không bằng không thì nó sẽ phan, để coi là nó tổng của cái này nó không bằng không thì sẽ nó phân kỳ theo điều kiện cần. Lim của cái này bằng lim n tiến tới vô cực thì của 2 cộng 1 chia trừ 3 mũ n trừ 1 nhân cho trừ trừ 1 mũ n thì nó bằng nó rồi, tiếp tục lại bằng 2 nữa thì nó cũng sẽ gì, suy ra cái tổng này bn n bằng 1 tới vô cực nó sẽ phân kỳ theo điều kiện cần của cái cơ sở hội tụ. Để ta có gì đây, thí dụ như cái tổng trị an lớn cái này thì phân kỳ vàng, để coi là có lấy cái trị không, lim của cái này ngay đây phân kỳ theo điều kiện cần, cái trị của con này không tiến. Ghi này thì thấy chưa chuẩn, tách thành hai cái chuỗi cho thầy đi, ghi này thấy chưa chuẩn đâu, tách bằng hai cái chuỗi ra, tại cái trị đâu có tiến về cái kia được. Vậy bây giờ ta xét tổng của cái gì đây, tổng của 2 nhân trừ 1 mũ n, n bằng 1 tới vô cực sẽ là phân kỳ, phân kỳ vì cái dấu con này là đảo dấu, vì n là chẵn, thí dụ n là lẻ đi, n là lẻ trước, n lẻ thì kết quả bằng lẻ thì thế số 1 vô bằng trừ 2, rồi khi n là chẵn thì kết quả là chẵn là thí dụ như này là sẽ bằng không, vì sẽ nó cứ đang dấu, đây là chuỗi đang dấu và hiển nhiên là không bằng không rồi, phân kỳ, đây là chuỗi đang dấu. Chuỗi đang dấu không phải phân theo cái Leibniz nha, Leibniz thì nó phải tiến về không, chuỗi đang dấu. Rồi cái tổng này trừ 1 mũ n chia cho trừ 3 mũ n trừ 1 thì lấy một cái dấu trừ đem xuống dưới đây thì bằng tổng của n bằng 1 tới vô cực của 1 phần trừ 3 mũ n trừ 1 n luôn, thì nó sẽ bằng là 1 chia cho 1 trừ cho trừ 3 bằng 1 phần 4, thì đây sẽ là hội tụ. Mà lấy cái chuỗi phân kỳ cộng chuỗi hội tụ thì suy ra chuỗi nó chuỗi phân kỳ. Vậy thì suy ra cái tổng của n bằng 1 này nó sẽ là, đặt này là bn nãy nha, nó sẽ phân kỳ. Thì đây là vì chuỗi hội tụ cộng cho chuỗi phân kỳ thì sẽ ra được chuỗi phân kỳ. Ghi vậy chuẩn hơn. Thật lâu lâu có thể kiểm tra nè, tổng sigma của 1 phần
trừ 3 mũ x thì x chạy từ 1 chạy tới ngàn thử coi. Rồi cho nó chạy xíu đi ra kết quả. Vậy thì suy ra được cái miền hội tụ là 2x trừ 1. Nó sẽ lấy là trừ 1 chứ 1 không lấy dấu bằng được. Lỗi phép tính nè. Để lấy khoảng tầm 100 thôi cho bự quá. Rồi vậy thì x ở đây nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng là 0 và 1. Vậy suy ra được là miền hội tụ lại. Miền hội tụ là từ 0 tới 1. Bằng trừ 1 phần 4 trừ 3 thế số 1 vô bằng trừ 1 phần 3. À, ẩu quá. Bằng 1 chia cho trừ 1 phần 3 nhân cho 1 chia cho trừ 1 phần 3 chứ lộn. A chia cho 1 trừ quy chứ. Bậy quá. Rồi, bằng trừ 1 phần 3 chia cho 1 trừ cho trừ 1 phần 3 bằng đó trừ 1 phần 4 chuẩn luôn. Xém sai. Rồi, miền hội tụ chỗ này. Rồi, và tiếp nha. Rồi, bây giờ tìm tất cả giá trị x thuộc D. Vậy bây giờ là cái tổng này nó hội tụ. Thì bây giờ mình phải ghi là với mọi x thuộc từ 0 tới 1 thuộc cái miền hội tụ á, phải ghi rõ ra. Thì cái chuỗi này, tại vì để nó lấy cái chuỗi này lại mà, n bằng 2 tới vô cực của 2 cộng 1 phần trừ 3 n trừ 1 nhân cho 2 x trừ 1 mũ n bằng 1 nó sẽ tồn tại. Cái tổng này nó sẽ tồn tại hoặc là có nghĩa. Tại vì nếu mà lấy những x đó, nó không thuộc cái này á, thì cái tổng này đâu có tồn tại đâu. Tại cái miền hội tụ nó chỉ nằm trong cái vùng này thôi. Ở đây thì tụi em tách ra bằng hai cái. Vậy thì suy ra được tương đương giải tương đương cũng được, hoặc là rồi ok giải tương đương đi. Tổng n bằng 2 tới vô cực của 2 nhân cho 2x trừ 1, đặt số 2 ra ngoài luôn. Để phép tích mà, đặt số 2 ra đây này, mũ n trừ cho tổng sigma n bằng 2 tới vô cực. Đây là 2n trừ 1 chia 3 chia trừ 3 tất cả mũ n. Vậy thì thiếu, vậy thì bây giờ ngay đây á, thì nó thiếu một cái thằng trừ 3 nhân trừ 3 trên nhân trừ 3 dưới. Thì đặt ở đây là trừ 3 ngay đây ra, nó đem ra bằng 1. Mà cái tổng này là tổng hình học. Tổng hình học thì những x nó nằm trong đây thì nó mới hội tụ được. Đó, thì bây giờ ghi rõ vô nè. Với mọi x thuộc từ 0 tới 1, vậy suy ra các cái tổng này là 2x trừ 1 mũ n, n bằng 2 tới vô cực nó sẽ hội tụ. Phải ghi rõ ra nha. Thì thế 0, 1 đi đến hội tụ, thế 0 vô là bằng trừ 1, thế 1 vô bằng 1 đó. Vậy thì suy ra được là 2 lần cái tổng bằng 2, vậy thì là 2x trừ 1 mũ 2 trên cho 1 trừ cho 2x trừ 1 cộng cho 3, nó trừ trừ với hình cộng. Vậy thì 2n trừ 1 x chứ, chứ này chữ x bình trên cho trừ 3, đóng mặt trong luôn nha. Cái này là 1 trừ cho 2x trừ 1 chia trừ 3 bằng number 1 này đây. Rồi giải ra rút gọn đi, 2 nhân cho 2x trừ 1 tất cả bình chia cho này, này là biến thành là 2 trừ cho 2x, thì 1 trừ cho x mất số 2 ở đây, cộng cho trừ 3 này biến thành cộng nè, 3 với 3 ở đây giúp cái 9, 9 với 9 này mất. Ở trên là 2x trừ 1 tất cả bình bằng 1. Rồi, tới đây giải phương trình ra. Rồi, tới đây cái thao tác em bấm cũng được, hoặc là tự em phá tay ra, thầy thích bấm kiểu này. 2x trừ 1 bình chia cho 1 trừ x cộng cho 2x
trừ 1 bình trên cho 2 cộng 2x trừ 1, đóng hai cái ngoặc lại, thầy đang cần quy đồng, nhân cho cái mẫu là 1 trừ x nhân cho 2 cộng 2x, rồi thế ngàn vô, rồi bằng hai x này đang dấu cộng sao xuống đây dấu trừ, vậy này là trừ, lâu ẩu quá con bài không mà sai nhiều quá trời luôn, rồi vậy này dấu trừ nha, thấy kết quả nó không như mong muốn, rồi bằng đó, nhớ số này mà này là 12, vậy là trừ cho 12 x mũ 3 cộng 6 x bình cộng cho x cộng 1 bằng, vậy đây sẽ là chỗ này sẽ tương đương là 12 x mũ 3 trừ 6 x bình trừ x trừ 1 bằng 0 mod 23 12 trừ 6 trừ 1 và trừ 1, rồi có nghiệm là 0 phẩy này x bằng 0,756 thuộc từ 0 tới 1, vậy thì nhận. Rồi xong, tìm tất cả các chữ x thuộc D 0,756. Rồi sửa cái đề không cũng hết 1 tiếng rồi. Câu 8 làm hơi vật vả tí xíu. Rồi thầy đã ôm cho các em hết là 8 câu rồi đó. Hy vọng tụi em nắm chắc lại những câu này làm tốt cho cái bài thi cuối kỳ sắp tới nha. Bye bye các em luôn.